chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Ngọc. Với clip lần này thì Ngọc sẽ chia sẻ về cách làm đẹp mà Ngọc thường xuyên sử dụng, đó chính là cách làm đẹp bằng sữa, làm đẹp bằng sữa tươi và làm đẹp bằng sữa chua. Như các bạn đã biết thì sữa là thành phần bổ dưỡng cho sức khỏe của con người. Mặt khác thì còn là một thành phần chủ yếu làm đẹp cho làn da của chúng ta. Và chính vì vậy mà hôm nay Ngọc sẽ sử dụng sữa để cùng với các bạn làm đẹp. Trong sữa có rất nhiều loại vitamin khác nhau tốt cho da của chúng ta, như là vitamin A này, vitamin D, vitamin E. Các cái thành phần trong sữa tươi này luôn luôn có tác dụng rất tốt để làm dịu da của chúng ta. Các bạn cũng có thể lấy sữa tươi ra để tắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà cả một bồn tắm chúng ta ngâm mình trong sữa như thế thì rất là lãng phí. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng nếu mà Ngọc muốn tắm bằng sữa thì Ngọc lấy một gói thôi, và sau đó thì Ngọc massage đều trên cơ thể cho đến hết cái chỗ sữa đấy đi thôi. Rất đơn giản vậy thôi, nhưng mà sau khi tắm xong các bạn sẽ thấy là làn da của các bạn rất là mịn màng. Trong sữa tươi thì có một cái hàm lượng axit lactic rất cao, và chính vì vậy mà có tác dụng làm gột rửa các cái loại chất bụi bẩn ở trên mặt. Và thêm vào đó, nếu mà rửa mặt bằng sữa tươi thì sẽ có tác dụng là gột rửa được những cái chất bẩn trên mặt, và còn có tác dụng là có những cái khoáng chất trong sữa đấy nó sẽ thẩm thấu vào da và làm cho da của chúng ta được trắng mịn hơn. Chính nhờ những cái loại vitamin và những cái loại khoáng chất nhiều như vậy mà sữa tươi là một loại thực phẩm làm đẹp mà vô cùng nhiều chị em yêu thích. Giờ thì Ngọc sẽ chia sẻ với các bạn hai cách làm đẹp mà Ngọc thường xuyên sử dụng. Các bạn hãy chuẩn bị sữa tươi và sữa chua nhé. Hàng ngày các bạn có thể sử dụng sữa tươi để rửa mặt. Với những khoáng chất rất tốt trong sữa tươi thì sẽ có tác dụng làm cho da của các bạn được trắng hơn. Với sữa tươi thì chúng ta có thể nói rằng cứ rửa là trắng. Tránh lãng phí thì Ngọc chỉ sử dụng một gói sữa tươi để rửa mặt thôi. Để công dụng trong sữa tươi phát huy được hiệu quả thì trước khi rửa mặt bằng sữa tươi, các bạn nên rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt, sau đó thì rửa bằng nước rồi bắt đầu mới rửa bằng sữa tươi. Những khoáng chất trong sữa tươi sẽ thẩm thấu vào da, giúp da của các bạn được đẹp và mịn màng hơn, đặc biệt là sẽ làm trắng da. Một cách làm đẹp khác Ngọc cũng thường xuyên sử dụng đó chính là đắp mặt nạ bằng sữa chua. Các bạn có thể trộn thêm một chút chanh, một chút mật ong hoặc một chút dầu ô liu, dầu dừa. Cách làm đẹp này các bạn sẽ có một làn da trắng sáng. Sữa sẽ có tác dụng trị nám, trị thâm và làm sáng da. Các bạn đã thử thực hiện chưa? Da của các bạn như thế nào? Có thấy là da rất là mềm mịn không? Tất cả các loại mặt nạ tự nhiên như thế này thì các bạn hãy chú ý là khi ra đường chúng ta vẫn phải sử dụng kem chống nắng và che chắn đầy đủ nhé. Ngọc rất là mong các bạn sẽ có làn da thật đẹp với sữa. Và hy vọng là mọi người sẽ thích clip này. Nếu có bất cứ góp ý nào cho Ngọc thì hãy để lại comment đầy yêu thương nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye!